Xin chào các bạn, mình là Vũ Đức Thịnh. Và trong video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta làm công thức mà sử dụng hàm max hàm min thay cho chuỗi hàm if lồng ghép. Bây giờ mình sẽ có một tình huống đơn giản trước như sau. Mình sẽ có một cái dãy số gồm có cả số âm và số dương. Bây giờ mình muốn lấy ra một cột là chỉ chứa số dương và một cột chỉ lấy số âm. Nếu trước đây chúng ta dùng hàm mà if ấy, thì chúng ta sẽ làm như sau: bằng if nếu mà cái ô A3 này của mình sẽ lớn hơn 0 thì chúng ta sẽ lấy chính là ô A3, còn nếu không thì chúng ta lấy ra là 0, đóng ngoặc và nhấn Enter. Tương tự là số âm cũng thế. Nhưng bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cách khác, đó là chúng ta dùng hàm max. Mình sẽ có như sau: bằng max của cái ô A3 và mình phẩy với 0, đóng ngoặc. Tức là nếu mà khi giá trị là số âm thì số âm nó sẽ nhỏ hơn số 0, do vậy nó sẽ lấy max là số 0. Còn ngược lại, nếu mà là số dương thì số dương lớn hơn 0 thì sẽ lấy max ra là số dương. Và mình nhấn Enter, kéo xuống cho ô còn lại. Tương tự như vậy, là số âm thì mình sẽ dùng bằng hàm min. Bằng min của chính cái ô A3 này của mình phẩy 0. Khi đó chúng ta tư duy tương tự, đó là so sánh với số 0 và lấy phần min thì chúng ta sẽ nhấn Enter và kéo xuống chỗ còn lại. Như vậy chúng ta sẽ được kết quả, đó là số dương một cột và số âm là một cột. Như vậy thì qua ví dụ đơn giản vừa rồi, chúng ta sẽ thấy được đó là khi chúng ta dùng max và min, công thức nó sẽ ngắn hơn so với chúng ta dùng hàm if. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái thủ thuật này để chúng ta thử khai thác vào tình huống thực tế cho công việc. Mình sẽ có tình huống đầu tiên, đó là tính số phút đi muộn về sớm và thời gian tăng ca bằng cách mình dùng hàm max. Mình sẽ có như sau: mình sẽ có bảng danh mục nhân viên có giờ in và giờ out. Giả sử một công ty quy định là 8 giờ và là giờ vào và 17 giờ chiều là giờ ra. Bây giờ mình sẽ tiến hành tính số phút đi muộn bằng cách như sau: mình sẽ dùng bằng cái ô giờ in này chúng ta trừ đi cho giờ tiêu chuẩn đầu vào, đó là 8 giờ 00. Sau đó mình sẽ dùng hàm max mình đưa bên ngoài và mình sẽ so sánh với lại 0, đóng ngoặc. Và sau đó mình nhân với lại 24 và nhân với lại 60, đóng ngoặc. Và sau đó mình format ô này về dạng general. Ok, như vậy tính ra được số phút đi muộn là 26 phút của ông này. Ông nhân viên thứ hai đến sớm 15 phút thì không tính là đi muộn. Ông này 8:01 thì 1 phút đi muộn, cứ như thế. Tương tự như vậy, số phút về sớm thì mình cũng làm tương tự bằng cách, đó là mình sẽ lấy giờ tiêu chuẩn đầu ra là 17 giờ. Sau đó mình trừ đi cho giờ out. Và sau đó mình sẽ dùng hàm max mình bao bên ngoài và mình sẽ phẩy với lại 0, đóng ngoặc. Và sau đó mình nhân với lại 24 nhân với lại 60 để tính ra số phút về sớm. Và sau đó mình format ô này lại về cái dạng general và mình kéo xuống cho ô còn lại. Thì như vậy, ví dụ ông này đi muộn 1 phút và về sớm 29 phút được tính ra rất là đúng. Tiếp theo sẽ tính thời gian tăng ca, thì mình vẫn dùng hàm max. Thì tăng ca được tính là số phút sau 17 giờ thì mình sẽ có bằng cái giờ out trừ đi giờ tiêu chuẩn đầu ra, đó là 17:00. Và sau đó mình đóng ngoặc và mình sẽ dùng hàm max phẩy với 0, đóng ngoặc và nhân với lại 24 nhân với lại 60, Enter. Và mình lại format ô này về dạng general. Ok, và sau đó mình kéo xuống. Như vậy ví dụ nhân viên số 1 này 5 giờ chiều là giờ nghỉ, mà ông ấy làm đến 5:25 được nghỉ, mà ông ấy làm đến 2:25 thì được tăng tính tăng ca là 25 phút. Tình huống tiếp theo đó là mình sẽ sử dụng hàm max và hàm min kết hợp để chúng ta tính ra được cái doanh số chiết khấu. Mình sẽ có tình huống như sau: mỗi khách hàng tổng hợp trong tháng là chúng ta sẽ có tổng hợp doanh số của khách hàng đó ở đây. Và bây giờ công ty có quy định đó là chiết khấu cho khách hàng 5%, nhưng tối đa là 8 triệu và tối thiểu là 3 triệu. Bây giờ mình sẽ làm công thức. Bước đầu tiên đó là mình sẽ lấy con số này, mình nhân với lại 0.05 tương đương với 5%, xem ra số tiền là bao nhiêu. Ok, như vậy thì có những người mà trên 8 triệu, có những người thì là dưới 3 triệu. Như vậy chỉ cho phép lấy tối đa là 8 triệu và tối thiểu là 3 triệu. Bây giờ mình sẽ tính theo điều kiện đầu tiên, đó là lấy tối đa là 8 triệu. Thì mình sẽ dùng hàm min
mình bao bên ngoài, sau đó mình tham số thứ hai mình đưa vào, đó là 8 triệu. Ok, đóng ngoặc. Đó, ông này là 8 triệu 6 nhưng bây giờ chỉ tính là 8 triệu. Ông này cũng là hơn 9 triệu, bây giờ chỉ tính là 8 triệu, ông này cũng thế. Còn khác ông khác thì vẫn đang là giữ nguyên. Bây giờ mình xét tiếp điều kiện thứ hai, đó là tối thiểu là 3 triệu thì mình sẽ dùng tiếp hàm max. Sau đó mình sẽ đưa vào cái tham số thứ hai, nó chính là 3 triệu. Đóng ngoặc, nhấn enter và kéo xuống. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy kết quả, đó là những người nào chiết khấu mà trên 8 triệu thì sẽ được hưởng tối đa là 8 triệu. Những người nào chiết khấu nhỏ hơn 3 triệu sẽ được hưởng mức tối thiểu là 3 triệu. Còn lại những người khác trong khoảng từ 3 đến 8 triệu thì vẫn nhận mức chiết khấu theo 5% bình thường. Đấy. Nhưng mà nếu chúng ta bây giờ sử dụng hàm if thì thông thường chúng ta sẽ bằng if nếu mà cái thằng này chúng ta nhân với lại 0.05 mà lớn hơn 8 triệu 8000000 thì chúng ta lấy ra kết quả đó là 8 triệu 8000000. Sau đó chúng ta lại set if tiếp, đó là nếu mà thằng này nhân với lại 0.05 mà lại nhỏ hơn 3 triệu thì chúng ta lại lấy kết quả là 3 triệu. Còn lại thì chúng ta sẽ lấy chính cái thằng này nhân với lại 0.05. Sau đó thì có bao nhiêu hàm if thì chúng ta sẽ đóng ngoặc bấy nhiêu ngoặc và nhấn enter thì chúng ta ra một kết quả đó là tương đương. Như vậy thì với cách sử dụng hàm min và hàm max kết hợp để thay thế cho trường hợp này và chúng ta sử dụng hàm if lồng ghép thì chúng ta thấy độ dài công thức nó sẽ khác hẳn. Tương tự như vậy với tình huống 1, nếu chúng ta sử dụng hàm if thì nó sẽ dài hơn khá là nhiều, nhưng nếu chúng ta sử dụng hàm max kết hợp ở đây thì nó sẽ ngắn hơn. Trên đây thì mình vừa hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta khai thác cái phương pháp sử dụng hàm max và hàm min để rút ngắn công thức khi chúng ta sử dụng hàm if lồng ghép. Hy vọng video này sẽ giúp các bạn ứng dụng và khai thác công thức Excel được tối ưu hơn, công thức ngắn gọn hơn và chuyên nghiệp hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.